Dế đẻ rồi các bạn ơi, dế đẻ rồi. Vậy là một ngày đẹp trời, dế của mình đã hạ sinh các bạn ạ. Niềm vui nhân 3, nhân 4 lần rồi các bạn ạ. Ui các bạn nhìn kìa, nhiều không này. Đấy các bạn thấy chưa. Mình được tin dế của mình đẻ, nở cái là mình vội vàng chạy thốc chạy tháo về kiểm tra ngay xem nó như thế nào các bạn. Đấy, hôm nay trời nắng nắng lên một chút xíu ấy, thì mình mang ra ngoài này vừa cho các bạn dễ nhìn, vừa thứ hai là cho nó có một chút ánh sáng ấy. Thì sau khi mà quay xong thì cho các bạn thì mình sẽ đem vào cất đi. Các bạn thấy chưa? Chắc hẳn là các bạn cũng đã đang nhìn thấy những con dế con này đúng không? Mình quay xuống cho các bạn nhìn một chút xíu nhá. Đấy, nhiều kinh khủng luôn nhá. Thật sự ra là mình rất bất ngờ, và vì lần đầu tiên ấy mình nuôi được con dế này nó lở. Bởi vì là đối với nhiều các bạn mà có nhiều kinh nghiệm rồi ấy, hoặc là nhà bác nào mà có những cái trang trại rồi ấy, thì một cái điều rất chi là bình thường đúng không? Thế nhưng mà đây là hoàn toàn là những con dế ở ngoài tự nhiên mình bắt về. Mình bắt về thì mình trước tiên thì mình chỉ thả vào đây để cho nó vui thôi. Nhưng mà cũng không nghĩ rằng là nó lở, bởi vì là có nhiều các bạn cũng đóng góp cho mình thêm những ý kiến rằng là những con dế như nào, là dế trống như nào, dế mái, thì mình khi mình thả ở đây mình cũng có lựa nó có trống có mái. Chắc hẳn các bạn cũng có nhớ rằng là ngày xưa mình bẫy được một con dế khủng lắm, nó bằng gần bằng ngón tay cái của mình luôn ấy. Thì cái con đấy thì hôm qua ấy, thì mình kiểm tra ấy, phải kể cho các bạn là mình kiểm tra, mình mở ra ấy, để cho ăn ấy, thì mình phát hiện con dế đấy nó lại chết, và những cái con dế to kia nó cũng chết các bạn. Thì mình không hiểu nguyên nhân vì sao thì nó chết. Thế nhưng mà mình bắt đầu mình tưởng là ô dế của mình chết, mà tại sao lại có những cái con bọ bẩn này nó tới, mà mình để rất chi là kín đáo luôn. Thế sau mình nhìn kỹ các bạn, hóa ra là toàn là dế con thôi. Ui, thích chết này. Đây là một cái cảm xúc là lần đầu tiên nuôi được dế đẻ luôn các bạn. Thật sự là một cái cảm xúc khó tả lắm. Mình vui, thật sự là mình vui luôn. Đây là những con dế bố, dế mẹ của nó chắc là chết. Bởi vì là theo như mình được biết ý, cái vòng đời và chu kỳ của những con dế này cũng rất chi là ngắn. Nó chỉ khi mà nó sinh sản được một thời gian ngắn thì nó cũng kết thúc cái vòng đời của nó. Wow, đây nó uống nước này các bạn này. Nó đi vào nó uống nước này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho ăn gì nhỉ? Ngô này. À không, xin lỗi các bạn. Bí ngô này, cỏ này. Thì bây giờ bí ngô thì không có, quả lăng là mình sẽ bổ sung thêm cho tí cỏ. Và hôm nay nhân tiện trời là cũng lắng ấm lên đấy, bởi vì vừa hôm qua có gió bắc, hôm nay trời lắng ấm lên rồi, lắng hanh lên rồi, thì mình sẽ tiến hành mình thả vịt và tắm nắng cho vịt các bạn ạ. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi với mình. Đầu video này cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn đang xem video. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luôn là thành công trong cuộc sống các bạn nhé. Nếu các bạn nào cảm thấy cái video của Long Đen mà nó hay và ý nghĩa thì các bạn đăng ký ủng hộ giúp Long Đen, để Long Đen và những tất cả những con vật có thêm được những cái động lực và chia sẻ cho các bạn những niềm vui. Vừa rồi mình đi lấy cho mấy cái con dế của mình những cây cỏ gấu và những cây cỏ mật. Thì các bạn, cây cỏ mật nó thơm lắm, không biết là có ngọt hay không, nhưng mà các cụ gọi cây cỏ mật thì nó rất chi là thơm. Mình vò rồi thử rất chi là thơm. Còn đây là cái
những cái lẻ chuối của mình này các bạn này. Thì mình trồng ở ngoài vườn đấy, thì quả nó cũng khá to rồi. Mình cắt về hôm nay được buổi trời nắng thì mình phơi nó ra cho nó khô bớt nhựa đi các bạn. Khô bớt nhựa đi thì sau mình sẽ đem giấm. Đem giấm theo kiểu mọi năm ấy, chắc là nhiều các bạn cũng biết kiểu giấm chuối của mọi năm nó sử dụng bằng lá xoan hoặc là bằng hương đốt ấy. Còn chi tiết như nào thì ngày mai mình sẽ đem giấm thì cho các bạn xem. Đó là cách giấm của các cụ. Các cụ để lại các bạn, giấm củ truyền. Còn thì nếu như theo khoa học bây giờ thì người ta chỉ cần xịt thuốc vào cái thế là quả chín thôi. Thì mình không sử dụng bằng phương pháp đấy. Còn thì những quả chuối này thì mình sẽ tăng cường thêm cho những cái avichim của mình và những con vật của mình nó ăn là phụ thêm các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, với cái nhiệt độ trời nắng như này thì mình bây giờ mới dám rút cái bóng điện ra để đảm bảo an toàn cho chĩ bảy màu của mình này và những chú vịt này mà bóng của mình vẫn thấp kìa. Giờ mở ra cho nó trên này thì con chĩ nó tắm nắng này, bên kia gà cũng tắm nắng, thì còn vịt thì hôm nay mình sẽ đem nó ra, vừa đem nó ra vừa tắm nắng vừa rửa lại cái chuồng trại cho nó vệ sinh sạch sẽ một chút xíu. May quá hôm nay trời nó lại nắng đấy, bởi vì cái thời tiết của miền Bắc này, có bạn nào ở miền Bắc thì mới biết được, lúc thì rét lúc thì nắng, nói chung là nó cứ thay đổi thời tiết liên tục ấy. Sau một cái thời gian này mình quét dọn sạch sẽ các bạn ạ. Quét dọn này. Ba chú vịt của mình giờ đang le ve dần dần ra cái vế kia. Ở đây là miếng đu đủ này thì mình dành cho mấy em chĩ bảy, hai em chĩ bảy màu này của mình này. Wow, ăn đi em ơi. Hơi bị ngọt đấy. Con gà mái này của mình nó rất con chĩ mái này của mình nó rất chi là lành hiền luôn. Ở đây, tí nữa anh cho ra ngoài ruộng tắm. Sao cứ phải gọi. Mệt quá, cứ ngồi ở đây đã, tắm nắng đi. Đấy mà. Còn mẹ con Tân Châu thì chú gà con của mình thì nó vẫn tạm tạm, gọi là ổn thôi các bạn. Mình cho uống thuốc đều nhưng mà vẫn tạm ổn thôi. Còn tương lai thì chưa nói trước được điều gì. Còn thằng bố nó thì vẫn ở dưới này, vẫn đẹp như trai tân luôn. Thôi mình chờ thêm một chút xíu nữa thì mình đem vịt của mình ra tắm. Và tắm xong cho vịt này lại còn về cho chim non ăn nữa này. Nhiều việc phết đấy. Sao lại nằm đấy? Ôi giời ơi, dư khú ơi là dư khú. Quay trở lại những cái chú chim non của mình ấy, thì các bạn cũng thấy đấy, nói chung là nuôi chim non này thì nó nhiều cảm xúc lắm các bạn. Thực sự là nó nhiều cảm xúc. Lo lắng cho nó từng ly từng tí một các bạn. Nó y ra đây rất chỉ là nhiều. Mỗi một ngày là phải thay khăn một lần các bạn. Mỗi ngày thay khăn một lần. Còi kẻng là chuẩn bị đầy đủ hết. Mình vừa mới cho ăn khoảng độ tầm cách đây được 20 phút ấy. Thức ăn của nó mình che đậy rất chỉ là cẩn thận đấy các bạn này. Nhiều các bạn là mình cho ăn gạo ấy, nhưng ăn gạo nó lâu tiêu lắm, gạo mình ngâm đi nhưng mà nó cũng lâu tiêu thôi, mình cứ cho nó ăn bột cho nó dễ tiêu hóa. Thì các bạn chờ đợi mình để mình thay cái bọc này cho nó một lượt cho nó sạch sẽ các bạn nhé. Mình đã thay bọc cho các bạn đấy rồi các bạn này. Đấy, cứ mỗi một lần thay bọc mới một cái là bạn đấy lại ị ra luôn, không hiểu sao nó lại thế nhá. Mình nghĩ là chắc là nó có một cái quán tính của nó, khi mà nó không biết là giải thích như nào, nhưng mỗi lần mình thay xong ấy là chúng nó lại ị ngay ra. Thì các bạn thấy không, cái con chim này này, cái con chim ở phía bên mình chỉ này này, là cái con chim chắc là mình nghĩ là nó lở trước, gọi là con chim anh. Con chim này là con chim anh, bởi vì là mình thấy nó mở mắt trước này, giờ mắt nó mở to lắm rồi, và lông đuôi nó dài hơn này, và lông của nó cũng, mình cảm giác là nó cũng nhiều hơn và đầy đủ hơn cái con bên cạnh này. Thì mình nghĩ là chắc nó lở trước khoảng độ tầm 1 đến 2 ngày đấy các bạn. Mình nghĩ đây là chim di rồi chứ không phải là chim sẻ. Nó cũng giống giống chim sẻ nhưng mà thấy cái mỏ của nó ấy, cái mỏ của nó thì mình thấy nó ngắn hơn
của con chim sẻ vào nó tròn mỏ hơn thì mình nghĩ là con chim di thôi. Bởi vì là hôm bây giờ ấy, cái hai bạn đấy bảo mình là chim di anh ạ, thì mình nhìn cũng thoáng thoáng qua cũng thấy giống chim di. Mình vẫn để ở trong buồng của mình ấy, trong cái chỗ khu bàn học của con gái mình này này. Đấy. Và thắp bằng cái bóng này và đậy thêm cái bông này này các bạn, đậy thêm cái bông này các bạn này để cho nó giữ nhiệt ấy. Bởi vì mấy hôm nay thời tiết của miền Bắc nó cũng lạnh ghê ấy, thì mình cứ an toàn hơn thì thắp cái bóng này vào nó đủ độ ấm, nó không nóng quá đấy các bạn. Mong sao em nó nhanh lớn các bạn nhỉ. Đây con nó mở mắt, nó mở mắt nó hay lắm rồi. Mở mắt to ghê rồi các bạn. Đây. Đây, con chim anh này này. Mình gọi nó là con chim anh bởi vì là lông lá nó đầy đủ như này thì chắc là nó sẽ lở trước thì gọi là anh đúng không? Đã đòi ăn rồi đấy, vừa cho ăn xong giờ đã đòi ăn rồi. Đêm mình thường có thói quen thức dậy ban đêm ấy. Đêm mình dậy cho ăn một lần này, khoảng độ tầm 1 giờ sáng mình dậy cho ăn một lần này, 10 giờ tối mình cho ăn một lần này, sáng ngày ra mình lại cho ăn một lần. Nói chung là cũng chăm sóc rất chi là chu đáo và tỉ mỉ các bạn ạ. Có mấy bạn bình luận vào bảo mình bỏ tiền ra để đi mua chim non này. Nhưng không phải đâu các bạn ạ. Mình có duyên với nó mà, vô tình mình được các bạn tặng mình mà. Nuôi nó từ lúc nó nhỏ như này ấy, thì thật sự là rất chi là run tay luôn. Run tay bởi vì là mình chưa chăm sóc chim non này bao giờ. Lúc bé tuổi thơ thì có chăm rồi, chăm mấy con chim sẻ rồi. Thế nhưng chưa bao giờ chăm chim di này. Nó đang cựa, đang cựa. Lông này nó đang chuẩn bị vỡ rồi các bạn. Đấy con chim em đang thò đầu lên các bạn. Con chim em thì mở mắt nhỏ hơn con chim anh luôn. Mà lông ít hơn các bạn thấy không? Con chim anh đang vỡ lông rồi, đang vỡ lông ống rồi đấy. Đã đòi ăn rồi. Cố gắng sống với anh nhé, giữ gìn sức khỏe. Hôm mình bỏ cái tổ cũ của nó ra, toàn con bọ, đỏ đỏ ấy, con bọ cắn ấy, con bọ mò ấy. Sau kiểu hắn bị bọ này cắn ấy, hắn ta cứ vẫy cánh, mình biết là nó ngứa, xong mình cứ thay nhiều lần thay cái vải này thì nó mất dần cái con bọ đấy đi rồi. Thế là hắn ngủ yên giấc lắm. Thôi cố gắng có duyên sống với anh. Nay mai lớn lên anh cho vào AV. Thôi bây giờ mình tạm thời để chú chim này vào, mình đậy vào cho nó ấm các bạn. Bây giờ thì trời ở ngoài chắc là nhiệt độ nó cũng khá cao rồi. Thì mình thử đem ba chú vịt của mình thả ra xem thế nào. Bởi vì là mới đầu này nó cũng hơi vất vả đấy. Huấn luyện nó dần dần để nó sáng nó ra thùng, tối nó đi về nó hơi vất vả đấy. Ok chào em nhá. Cố gắng sống à, thật ăn thật khỏe vào. Mình vẫn sử dụng bằng bột gạo rang đấy các bạn ạ. Lông đầu đang mọc rồi. Con em này mắt nó đang mở rồi, nhưng mà mở hơi nhỏ nhỏ xíu xíu một chút. Ôi, mình cho vịt vào xô đấy các bạn ơi. Phải giờ phải đem ra ngoài này này, cả một cái bãi ở ngoài này luôn. Nó hơi rát mà thành ra phải cho vào xô. Lúc đầu thì sẽ hơi khó khăn đây. Bình tĩnh hết sức, bình tĩnh. Để anh đi ra đây. Lần đầu tiên được tắm nhá, nào 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đây xuống đi xuống nào. Ấy sướng chưa đó. Hắn khoái các bạn kìa, được bơi khoái nhưng mà chắc không dám ra. Nhưng con vịt to khi nào nó được ra một lần rồi, két được ra một lần rồi nó không có sợ đâu đấy. Sướng chưa, hắn ta đang quấy đuôi đấy. không lội được ra rồi. Đừng đi xa nhá. Đi ra mãi kia rồi các bạn. Thế này mà tối mà không về được thì chết nhỉ. Người này mà gọi không về được thì chết rồi này. Vui quá sao quên đường về. Mình biết ý, mình phải trước khi thả ra mình để cho nó đói các bạn. Mình không dám cho nó ăn no đâu. Để khi mà nó đói thì nó ra đây chắc chắn là nó sẽ ăn được thêm một chút xíu rồi. Nhưng mà mình còn biết gọi nó về luôn. Hôm nay trời nắng ấm này mới dám mang thả ra đấy các bạn ạ. Rét là không dám mang ra đâu. Con vịt to nó mò luôn kìa. Kia cũng mò luôn. Ghê chưa. Ôi đây con châu chấu, đây con châu chấu. Ui bay mất rồi. Để sẵn cái thùng kia ấy, để khi mà nó nhìn thấy cái thùng là nó còn biết đường về các bạn. Tìm đường về rồi. Két lớn đang tắm rồi. Cũng lại tắm này. Cứ ở đấy tắm cho mát đi. Lúc nào về là anh gọi về. Thoải mái đi. Chưa dám ra bởi vì là các bạn thả vịt ở đây rất chi là tốt. Thế nhưng mà mình phải trông có một vài con chó ấy. Kiểu như là lần trước mình nhớ là cái nhà hàng xóm đằng sau nhà mình ấy thả vịt ở đây này.
chó nó nhảy xuống nó vô luôn. Thế mình liều gì, cho nên là mình phải trông nom ở đây một chút xíu, không là sau là chó hoặc là nhảy xuống thì két két của mình với lại hai em vịt trời này có trời chạy luôn. Chúng nó đang tìm đường lên này các bạn này. Tắm ấy, không dám đi ra xa các bạn, chưa quen đâu mà. Cái kiểu chưa quen em chưa dám ra xa. Nó ra đây nó ăn được cả những cái bèo tấm này thì nó cũng rất chỉ là tốt các bạn. Đang tìm đường lên rồi này. Cái thời tiết của miền Bắc này như này gọi là lắng hanh đấy các bạn. Nó vừa có gió Bắc này, nó lại vừa trời lắng này, thì cái cảm giác mà da rẻ là rất hay khô. Và mình mang ra vịt ra tắm vào cái lúc thời điểm này ấy, thì là nếu mà trường hợp mà nó có ướt lông thì nó rất chỉ là nhanh khô. Và nó ấm áp nữa các bạn. Và tập dần cho nó một thói quen là nhà mình kia sáng là nó đi ra đây, có khi là tối là nó lại về thì nó sẽ tốt hơn các bạn. Chứ ở trong chuồng mãi thì cũng cuồng chân nó ra ấy. Mà vịt thì lại phải bơi rồi. Mình phải ngồi đây cho nó quen dần để mình nói chuyện như này này. Và gọi nó thì là nó vẫn có một cái cảm giác là an toàn hơn. Còn hơn là bỏ nó bơ vơ thì nó cứ kêu, là một con kêu là sau nhiều con nó cũng kêu theo, là nó sẽ hoảng, lần sau mình khó mang ra. Thôi mấy chú vịt của mình ấy đã lên tắm nắng rồi các bạn. Thì thôi mình cứ để cho nó tắm nắng một chút xíu ở đây, sau đó mình sẽ lựa mang các bạn đấy về. Bởi vì là cứ cho các bạn là quen một chút xíu ở đây thôi. Thì thời tiết hôm nay cứ đẹp như này thì cứ để các em nó cứ ở đây các bạn nhỉ. Mình cũng xin phép là mình kết thúc video ở đây. Thì một lần nữa vẫn luôn chúc các bạn là luôn vui vẻ trong cuộc sống. Và đặc biệt hơn là các bạn là luôn ủng hộ cho những động vật của mình nhá. Hẹn các bạn ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau. Mình sẽ chia sẻ với các bạn giấm quả chuối bằng cái lá xoan kìa. Đấy, đây là cây xoan này mình đã nhầm vào nó rồi. Hẹn các bạn ngày mai nhé. Nào, ở đây nhá, ở đây nhá. Anh đi về đây, anh đi về và Avi đây. Anh về và Avi đây. Mấy con chim ở nhà nó đang cãi nhau kìa. Về can thiệp ngay chúng nó. Vui các bạn nhỉ. Cái kiểu như nó có một cái cảm giác như là đi tắm biển ấy. Nên đây xong lại tắm nắng này, sướng chưa. Con két của mình đang mọc lông ống rồi đấy các bạn. Đang mọc lông ống ở cánh rồi đấy. Thanh niên này đang lớn dần rồi đấy. Hai em này mà là mái luôn ấy thì là sẽ tổ chức là cưới hai bà luôn cho ạ. Thôi không nói nhiều nữa. Xin chào các bạn.